483 Điều Sangha Di đi vì nguyên nhân của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ hội chúng đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Rajagaha. Liên quan đến ai? Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. Về sự việc gì trong sự việc ấy nhiều vị tỳ khưu đã là những kẻ tuyên bố ly khai những kẻ xu hướng theo devadatta là người đã ra sức cho việc chia rẽ hội chúng có một điều quy định trong sáu nguồn sanh tội điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp điều ấy được giải quyết với hai cách dàn xếp hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận trong trường hợp ấy điều gì gọi là luật trong trường hợp ấy điều gì gọi là thắng luật sự quy định gọi là luật sự phân tích gọi là thắng luật trong trường hợp ấy điều gì gọi là giới bổn batimoka trong trường hợp ấy điều gì gọi là tăng thượng giới bổn batimoka sự quy định gọi là giới bổn batimoka sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn batimoka điều gì là sự phạm tội việc không tự kiềm chế là sự phạm tội điều gì là sự thành tựu? việc tự kiềm chế là sự thành tựu điều gì là sự thực hành. Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều sang ga đi xây xa vì nguyên nhân của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo dị chia rẽ hội chúng vì bao nhiêu lợi ích đức thế tôn quy định điều sang ga di xa vì nguyên nhân của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo dị chia rẽ hội chúng vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những ai học tập điều ấy? Các bậc thánh hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập điều ấy. Những ai có sự học tập đã thực hành xong các bậc a la hán có sự học tập đã thực hành xong điều ấy được tồn tại ở đâu được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập những ai duy trì điều ấy những vị nào có phận sự thực hành những vị ấy duy trì là lời dạy của ai là lời dạy của đức thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác do ai truyền đạt lại được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka, cũng vậy Sonaka và ngài Shigava, Mongali là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Rambu Quy Hoàng. Từ đó Mahida và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada các vị hàng đầu ý có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo Rambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya và bảy bộ diệu pháp. Rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tisadatta là bậc có trí tuệ Kala Sumana, vị có lòng tự tin trưởng lão tên Dika và bậc có trí tuệ Dika Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana, ngài dama Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ, ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Bushadeva, Deva là vị đại pháp sư, thêm nữa Sumana là vị có thông minh, ngài có tên Bufa, là vị được nghe nhiều, ngài Mahashiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng, thêm nữa Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng và trưởng lão Tisha, là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Vị đệ tử của người có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn đã thiết lập vững vàng đã hộ trì giáo Pháp ở hòn đảo Rambu và Kula Baya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão Tít là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, truyền thống của chánh Pháp và Kula Deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề của luật. Những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối, đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này, tên Tampa Pani. 484 Điều Sangha Sesa vì nguyên nhân của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khó dạy đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Kusambi. Liên quan đến ai? Liên quan đến Đại Đức Channa. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, Đại Đức Channa, trong khi được các vị tỳ khưu nói đúng theo Pháp, đã tỏ ra ương ngạnh. Có một điều quy định. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp điều ấy được giải quyết với hai cách dàn xếp hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận trong trường hợp ấy điều gì gọi là luật trong trường hợp ấy điều gì gọi là thắng luật sự quy định gọi là luật sự phân tích gọi là thắng luật trong trường hợp ấy điều gì gọi là giới bổn batimoka trong trường hợp ấy điều gì gọi là tăng thượng giới bổn batimoka sự quy định gọi là giới bổn batimoka sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn batimoka điều gì là sự phạm tội việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. điều gì là sự thành tựu? việc tự kiềm chế là sự thành tựu. điều gì là sự thực hành? tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở giàu cuối cùng. đức thế tôn quy định điều sangha đi xa vì nguyên nhân của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khó dạy vì bao nhiêu lợi ích đức thế tôn quy định điều sangha di đi sê xa vì nguyên nhân của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khó dạy vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những ai học tập điều ấy? Các bậc thánh hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập điều ấy những ai có sự học tập đã thực hành xong các bậc a la hán có sự học tập đã thực hành xong điều ấy được tồn tại ở đâu được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập những ai duy trì điều ấy những vị nào có phận sự thực hành những vị ấy duy trì là lời dạy của ai là lời dạy của đức thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác do ai truyền đạt lại được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão các ngài Ubali và ngài Dasaka cũng vậy Sonaka và ngài Shigava Mongali Putta là vị đứng thứ năm các vị ấy truyền lại ở Rambu Quy Hoàng từ đó Mahida và ngài Itiya trưởng lão utiya và ngài shambhala bậc trí tên pada các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo rambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở tampa pani các vị còn giảng dạy năm bộ nikaya và bảy bộ diệu pháp rồi đến vị thông minh là ngài aritha và tishadatta là bậc có trí tuệ, Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga, và bậc có trí tuệ, Dipga Sumana. thêm nữa là các ngài, Kala Sumana và trưởng lão Naga, Budhara Kita và trưởng lão Tissa, là vị có thông minh và trưởng lão Deva, là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể. Ở xứ Rohana, Ngài dama Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như Chúa các vị sau là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh. Ngài Deva là vị đại pháp sư. Thêm nữa, Sumana là vị có thông minh. Ngài có tên Bufa là vị được nghe nhiều. Ngài Mahashiva là vị đại pháp sư. Vị có sự rành rẽ. Mọi vấn đề tam tạng Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ, truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người có tên là bursa đại trí tuệ đa văn đã thiết lập vững vàng đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và kula bayah là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão shiva là vị có thông minh vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên tampa pani 485. điều Sangadi di Shesha vì nguyên nhân của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình đã được quy định tại đâu đã được quy định tại thành Savatthi liên quan đến ai liên quan đến các tỳ khưu nhóm Asaji và Buna Basuka về sự việc gì trong sự việc ấy các tỳ khưu nhóm Asaji và Buna Basuka khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi đã chê bai các tỳ khưu là có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi. Có một điều quy định. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội, là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Như trên. 486 Đức Thế Tôn ý là bậc A-la-hán chánh đẳng giác khi biết được, khi thấy được đã quy định điều Dukkata vì nguyên nhân của hành động đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savatthi liên quan đến ai? Liên quan đến các tỳ khưu nhóm lục sư về sự việc gì trong sự việc ấy các tỳ khưu nhóm luật sư đã đại tiện tiểu tiện và khạc nhổ vào trong nước có một điều quy định có một điều quy định thêm trong sáu nguồn sanh tội điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý không do khẩu là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp trong trường hợp ấy điều gì gọi là luật trong trường hợp ấy điều gì gọi là thắng luật sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn, batimoka. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn, batimoka. Sự quy định gọi là giới bổn, batimoka. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn, batimoka. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều dukkata vì nguyên nhân của hành động đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Dukkata vì nguyên nhân của hành động đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vì mười lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật những ai học tập điều ý các bậc thánh hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập điều ý những ai có sự học tập đã thực hành xong các bậc a la hán có sự học tập đã thực hành xong điều ấy được tồn tại ở đâu được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập những ai duy trì điều ấy những vị nào có phận sự thực hành những vị ấy duy trì là lời dạy của ai là lời dạy của đức thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác do ai truyền đạt lại được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão các ngài ubali và ngài dasaka cũng vậy Sunaka và ngài shigava mogaliputta là vị đứng thứ năm các vị ấy truyền lại ở ramu quy hoàng từ đó mahinda và ngài itiya trưởng lão utiya và ngài sambala bậc trí tên pada các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại từ hòn đảo Rambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở tampa pani các vị còn giảng dạy năm bộ nikaya và bảy bộ diệu pháp rồi đến vị thông minh là ngài aritha và Tishadatta là bậc có trí tuệ, Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dika và bậc có trí tuệ, Dika Sumana. Thêm nữa là các ngài, Kala Sumana và trưởng lão Naga, Buddhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể. Ở xứ Rohana, Ngài Dhammapali, Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như Chúa các vị sau là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh. Ngài Deva là vị đại pháp sư. Thêm nữa, Sumana là vị có thông minh. Ngài có tên Bufa là vị được nghe nhiều. Ngài Mahashiva là vị đại pháp sư. Vị có sự rành rẽ. Mọi vấn đề tam tạng Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ, truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ, mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người có tên là bursa đại trí tuệ đa văn đã thiết lập vững vàng đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Rambu và kula Paya là vị có thông minh và rành rẽ về luật và trưởng lão tisha là vị có thông minh vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp và kula deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ. Mọi vấn đề của luật, những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối đã phổ biến tạng luật ở trên hoàng đảo này tên Tamba Pani. Dứt phần quy định tại đâu là phần thứ nhất